Thông tin tiếp theo về vụ việc hơn 50 học sinh tại trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau chuyến đi dã ngoại do nhà trường tổ chức. Cho đến chiều ngày hôm nay 29 tháng 3, theo thông tin từ VTC14, thì tình trạng sức khỏe của học sinh bị ngộ độc đã ổn định. Các bệnh viện điều trị cho các cháu cho biết hiện không có cháu nào bị ngộ độc nặng. Trước đó, vào chiều ngày 28 tháng 3, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cấp cứu 38 cháu. Các cháu nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, mệt lả, một số trẻ đi ngoài. Qua khai thác thông tin, nhóm trẻ có ăn bữa trưa trong chuyến đi dã ngoại. Sau khoảng 2 tiếng, một số trẻ bắt đầu có triệu chứng nôn. Sau khi xử trí cấp cứu, nhiều trẻ đã được xuất viện, về nhà theo dõi ngay trong đêm qua 28 tháng 3. Hiện còn 5 trẻ đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Tuy nhiên, tình trạng ổn định, không chuyển nặng. Hiện tại thì hầu hết các cháu đều ra viện và ổn định, nhưng mà còn 5 cháu thì đang ở lại để chúng tôi còn theo dõi thêm. Tại vì có cái xét nghiệm bạch cầu nó hơi tăng một chút, và thứ hai cũng có cháu bị tiêu chảy thì chúng tôi muốn giữ lại thêm 1-2 hôm để theo dõi xem thế nào. Còn tại bệnh viện Đống Đa, vào chiều tối 28 tháng 3 cũng tiếp nhận 7 học sinh trường tiểu học Kim Giang nhập viện trong tình trạng nôn, mệt, đi ngoài. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, truyền dịch, truyền kháng sinh. Một số trẻ đã ổn định. Trong số 7 học sinh đã điều trị tại bệnh viện, có 5 cháu ổn định, có thể ra viện, còn 2 cháu có thể cần theo dõi thêm. Các trường hợp này khi xét nghiệm bạch cầu có chỉ số viêm trong cơ thể hơi cao nên cần tiếp tục dùng kháng sinh. Trước đó, sáng 28 tháng 3, trường tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi tham quan nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh ở huyện Gia Lâm. Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm tham quan gồm cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo. Học sinh ăn trưa lúc 11 giờ. Trong quá trình đi trải nghiệm, học sinh mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà đi và sử dụng nước uống đóng chai 19 lít của trang trại Cánh Buồm Xanh. Khoảng 14 giờ cùng ngày, đoàn về đến trường, một số học sinh đau bụng, nôn đi ngoài 2 đến 3 lần. 3 giờ sau, tổng cộng 50 học sinh cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, Đống Đa, Xây dựng, Nhi Trung ương và Bệnh viện Sanh Pôn.